Xin được chúc mừng Minh Ngọc, xin được cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Chúng ta sẽ cùng đến phần nhận xét của gia đình Vân Vũ. Xin mời. Con là một trong những cái giọng mà chú nghĩ là có cái sự điêu luyện ở trong cái chương trình này. Và con luôn luôn giữ được cái thần thái rất là bình tĩnh, rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Và hôm nay là huấn luyện viên của con đã tạo một cái không gian rất đẹp, rất nên thơ, đúng như cái lời thi vị ở trong cái bài hát đó. Ở con có một cái này mà cô nghĩ là nghệ sĩ nào đứng trên sân khấu cũng muốn có cái điều đó. Đó là gì biết không? Cái hào quang. Đúng rồi. Có nghĩa là khi mà con đứng trên sân khấu, nhìn con tỏa sáng và con rất là cuốn hút. Cô nghĩ rằng con sẽ còn tỏa sáng và hơn thế nữa. Con đã có được một cái mà ít người nào có được, đó là cái sắc và cái thanh. Con có được hết tất cả những thứ đó. Con chỉ cần bước lên sân khấu là con đã thu hút được cái ánh nhìn của tất cả khán giả rồi. Ban đầu thì nhìn giống như chị Hằng Nga, càng về sau thì nó càng dung dị nhẹ nhàng như một cô thôn nữ. Cái nét đẹp của con nó vừa nhẹ nhàng mà nó vừa chín mùi, mà nó vừa trăng tròn, mà nó có chung là nó rất là thu hút, mà nhìn mà mắt mê mắt mệt luôn á con. Nghe hết nguyên một lỗ tai và nhìn hết tất cả những cặp mắt vẫn không tìm được hay là soi xét được cái gì đó xấu và không hay. Nắng mưa tìm
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét. Xin mời chị Tư Cẩm Ly chia sẻ. Cô thích nhất là ở những cái lúc mà những cái âm cao con cái âm mở con rất là tốt, nó thoát ra lắm và nó rất là đầy, rất là hay luôn. Nhưng mà có một tí xíu vậy thôi nha. Lúc mà con ngâm cái đoạn đầu á, dình là một dình lắm, như con là nó hơi bị mạnh quá thôi. Chứ còn nếu mà bài này cô chỉ dùng câu là cá gặp nước đó con. Đúng là cá gặp nước rồi. Nhưng mà hồi nãy chú nghĩ là nếu như mà con hát cái chữ mộng du á, thì cái chữ mộng du nó là một chữ. Hồi nãy con là bay như mộng du. Con để hai cái nghĩa này nó rời rạc thì nó sẽ không còn ý nghĩa nữa. Cho nên con phải chú ý lần sau con phải hiểu cái chữ mình đang hát, làm sao mình ngắt cho nó đúng chỗ, chứ mình đừng có chấm phẩy sai thì nó sẽ bị sai ý nghĩa. Nhưng mà đây là một cái tiết mục rất tuyệt vời và huấn luyện viên con đã rất có tâm khi mà bắt ban tổ chức phải xây dựng một cái đồi núi hùng vĩ. Trời ơi, trời ơi, nhiều tiếng hát nữa. Tới bây giờ. Bao nhiêu tiền bạc của Tuyệt Đỉnh Sông Cây là dùng hết đồ ba cái đống núi này rồi đó. Trời ơi, ông chỉ làm quá. Rồi. Đề nghị gia đình trật tự. Thưa quý vị, cái tiết mục này á, nó nói về câu chuyện của cái người phụ nữ vì chờ chồng mà hóa đá. Thì bây giờ có ba cái ông chồng ở đây rồi. Chúng tôi mời ba bà vợ lên đây. Dạ. Mời ba chị. Ba ông đứng đó, ba bà múa cho tôi. Ba bà múa cho chồng. Mình hóa đá rồi anh ơi. Mình hóa đá rồi. Bé này sẽ hát lại một cái đoạn. Và mỗi một đội sẽ có 15 giây để thể hiện cái tiết mục của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chứng kiến ba bà hóa đá. Ba bà đứng hóa đá chờ chồng. Trời lạ lơi quá, lạ lơi quá, lạ lơi quá. Hết 15 giây, tới bên đây. Rồi Như tiếp tục, Như ơi. Nắng mưa tìm nhau, bão giông tìm nhau, sớ chia cùng nhau. Đánh thật, giặc chứ làm gì? Thiệt sự là nghiệt ngã luôn. Không có một bà vợ nào mà quăng xong cuối cùng xiết cổ chồng. Bây giờ tới gia đình nhà thứ ba nè. Là lần đầu tiên trong lịch sử, quý vị sẽ thấy nữ ca sĩ Cẩm Ly sẽ múa lụa. Dạ. Cho em thí đi, thí đi. Trời ơi trời, tôi khổ, khổ ghê luôn á. Không có vợ nào mà ném khăn mà chỗ thẳng vô mặt chồng hết trơn á chị. Đúng, 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 đúng. Mà vẫn đề qua nhà hàng xóm đi vô. Quăng qua nhà hàng xóm luôn. Thôi chị đi hát bao nhiêu năm nay là người ta chỉ chị múa lụa là cuộn lại. Thưa quý vị, bên đây là nghệ thuật, bên đây là võ thuật, còn bên đây là bi kịch. Bà vợ ném một cái bạch nguyên cái khăn vô mặt ông chồng. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của cặp đôi còn lại. Cái năng lượng, cái lửa của con lúc nào cô chú cũng phải luôn kiềm chế lại. Trước khi bả lên hát là cô chú chạy lên, con bước bước lại nha con, bước bước lại nha con, nhẹ nhàng từ tốn đúng không? Nhưng mà hôm nay thật sự thì con đã có một cái sự nỗ lực rất nhiều. Cô rất là tự hào về con, bởi vì con giống như là một cái nói điều... cho hay nè. Ê, con rất là giống một cái cục cái cục lửa. Tập trung nghe Ngô Kiến Huy nói. Thưa quý vị, con ngày hôm nay giống như là một cái gì đó mà chú không biết rõ ràng nó là cái gì đó. Tức là nó quá tuyệt vời, chị hiểu ý em không? Tức là con không có một cái vật thể nào ở trong cái vũ trụ này, trong cái trái đất này mà miêu tả cho con được hết. Nói chung là con phải giống như là ở ngoài không gian và thời gian. Tôi hiểu không? Một cái vấn đề giống như là nè, anh nói cái gì em không hiểu, nói cái gì đúng không? Người thân với em mà còn không hiểu em
á, bây giờ nói đùa với con cho vui thôi. Ờ đúng rồi. Nãy giờ cô chú đùa hay nha con, nhưng mà thật sự cô chú không biết nói gì hết. Ừ. Thôi. Dạ. Bây giờ hai anh chị hô đúng cái khẩu hiệu, trả về đúng hành tinh giùm em cái. À dạ rồi, dạ, nếu rồi. Như các con thành dạ. tâm muốn biết thì ta cô sẽ sẵn sẽ lòng trả lời. Để các con trở thành ngôi sao lấp la lấp lánh trên bầu trời cao. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật quyền năng đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Bé bắp cu te. Bé mèo dễ thương. Chúng tôi là đội quả tiễn bảo vệ các ngôi sao nhí. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Ha ha ha. Hay lắm con, tóm gọn là vậy thôi, tuyệt vời. Cảm ơn em, anh chị tuyệt vời lắm. Anh chị có thể đến từ một cái hành tinh nào đó mà không xác định được. Yeah. Cảm ơn, cảm ơn. Như anh lùi bước. Chủ ơi, cho dĩa ốc len luôn chị ơi. Anh ơi, chủ bán ơi, cho đồ từ xa. Nè, em mang đi em. Mơ hờ, nè, em mang đi. Cả đêm sống bóng chớt thu bé lại tự bằng một cô gái. Bây giờ gì đâu, mấy đứa con nít mới bay lớn mà. Anh ơi, ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không, chị không mua. Chị ơi, ủng hộ tụi em vài cây đi chị. Thôi chị không sao mua tụi con đâu. Nhỏ mà hát nhạc người lớn không vậy? Hát nhạc này chúng có thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á, mà em dạ. hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi. Nếu mà hát hay á thì chị sẽ mua kẹo cho em, được không nè? Dạ, dạ để rồi. Em ra chuẩn bị nha chị. Rồi. Vô. Và theo lời yêu cầu, cô xin để cô chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Mm-hmm.
sao. Hay quá mọi người. Rồi đó. Vũ. Dạ em chị đây. Hiểu sao mà nãy khách ăn cũng chật vật lắm em. Chị nghĩ cái mốt chị không có đến quán này chị ăn đâu. Em nghĩ cái ốc Vân Vũ mà nó không trời mưa Vân Vũ mới lạ đó. Không? Vân Vũ tôi quán ốc mây và mưa luôn. Tôi quán ốc thì ăn chị thấy nguy hiểm quá. Cái này là chị Tư của định mệnh luôn vậy. Chị Tư, nhưng mà em buồn cái quán này lắm. Khai trương lần nào mà có mời chị em mình đi ăn không? Không bao giờ mời. Ok. Xin lỗi nha, biết sao mở quán ốc á mà đường đột quá không có thông báo cho mọi người. Tại vì biết mấy huấn luyện viên này ăn đâu có ít. Nè, sao? Nhất là cô Khả Như. Thì đó, tôi chưa ăn sập nhà ai hết trơn mà nói tôi vậy hả trời. Có. Bây giờ nói vào bài hát với giọng con nha. Bài này nó là một cái bài rất là hay. Con hát rất là dễ có cảm xúc. Nhưng con bị cái hơi của con, cái làn hơi nó không đủ dài. Cho nên ở những cái đuôi con đuối con hát không được. Bắt buộc là con hết hơi là con phải cắt câu rồi. Cho nên tự nhiên ở trong nó ngọt, nó mềm mượt, cái tự nhiên cái nó bị cái đuôi nó làm cho mình bị hẫng mấy lần, nó hết hơi rồi cho nên nó ngắt vội vàng, cho nên là cảm thấy nó bị cứng cái đuôi. Chú Vũ để ý hơn cái phần đó để mình lấp liếm cái khuyết điểm của con. Nhật Duy khác hơn mấy cháu khác một điều á, là cháu hát hoàn toàn bản năng. Đúng. Và cái trường lớp của cháu không có phải là ở trong nhạc viện mà nó ngay ở ngoài đường, ngoài phố. Cho nên cái sự rèn luyện của cháu nó hoàn toàn bản năng và hoàn toàn khác những người bình thường. Em hiểu được ý của chị Ly. Khi mà cháu hát em cũng có suy nghĩ em có nên giúp cho cháu chia câu để cho nó khác hơn, để mà cho những cái đuôi nó đừng có bị cách âm gì không. Rồi xong em lại nghĩ là em muốn để mộc chứ gì, phải không? Em muốn để cho nó giống y như là cháu ở ngoài đường phố vậy đó. Kể cả một cái không gian em tạo ra, kể cả mấy anh, mấy chú, cô mà ngồi để ăn đó, cũng không có phải là chú tâm 100% đến cháu đang hát. Họ vẫn sống ở trong cái cuộc sống riêng của họ. Thì lâu lâu họ nghe một vài câu họ để ý tới thôi. Nhưng mà đúng là lần sau em sẽ giúp cho cháu để mà có một cái đuôi nó hoàn thiện và nó chỉnh chu hơn. Nhật Duy, cô rất là hạnh phúc với con khi mà được gọi con là Nhật Duy. Cô sợ cái hình ảnh mà con dắt chiếc xe ra với cái xe cầu kẹo kéo làm cô bị nghẹn. Cô thật sự cô bị nghẹn. Và cô thấy cuộc sống của bé là như thế này. Nó thật đến cái mức mà cái cách mà ảnh cầm cái kẹo kéo, ảnh mời người ta, ảnh đứng, ảnh khép nép, rồi người ta nói một câu, gật đầu một câu, nó rất tự nhiên, không hề diễn. Nên nó khi mà cô xem trên này, cô nói trời ơi, đừng cho tôi thấy thằng Tèo nữa. Tự nhiên em bị đau lòng á anh Vũ. Và thật sự thì cô nghĩ rằng với chú Vũ là đây chắc là một cái hình ảnh cuối cùng con được làm như thế. Con không được làm như vậy nữa. Yes. Con phải tỏa sáng ở một sân khấu nha con. Đây là lần cuối cùng. Và đặc biệt quý vị đồng ý không? Là hôm nay Nhật Duy nhìn rất là đẹp trai. Đúng rồi. Còn học sinh ta áo trinh nguyên tô thắm sân trường, thời học sinh với nét đoan trinh tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình, tâm hồn không phiền không sầu. Vì ai màu mặt thơ ngây, tóc xõa buông dài, lời yêu thương vẫn rót bên tai, nhưng lòng không hề yêu ai. Bên xuân xin ước hẹn ngày mai,
thời gian. Ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba. Bây giờ xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Dễ thương quá. Mà thật ra là cách truyền tải của con á rất là dễ thương. Tự nhiên thấy cái hình ảnh con bước đi á, của chú đấy cưng mà kiểu như là cô Như với chú Huy có thấy là bé Ngọc Diệp bước đi cái dáng đi đó, đây nè. Giống thì em lại nói vấn đề nè. Mặc kimono đó. Đúng không? Đó, dễ hồi nãy là cô em thắc mắc tại sao bé đi kiểu ủa, đó. Ủa là chị Ly là chị dẫn chị... bé đi vậy đúng không? Không phải, tại cái nhịp nhạc đúng không? À, ý là con bé nó tính đi nhẹ nhàng rồi mà cái nhịp nhạc của nó hơi chao đảo nhẹ cái như vậy. Không, đó. Nó chao đảo. Phải. Nó đi gì nè? Đi như nào? Đi có nhịp nhật á. Bình thường con có đi vậy không Diệp? Con giờ con đi ra chú chỗ chú Khang đi con đi làm sao? Đó, nó cũng có nhịp luôn á. Chắc là không quen không đi hướng rồi. Tôi để ý rồi, bé này toàn đi bằng mũi bằng chân chứ không bao giờ đi bằng gót, đi cái kiểu mà nhón với chân không à. Con rất là dễ thương, ngay cả cái cách mà con làm cho mọi người mắc cười nó cũng rất là dễ thương chứ không phải là cô chú muốn cười cợt con đáng đâu. Yêu lắm con. Có đôi chỗ trong bài hát này cô hơi lo là mặc dù là nói về tuổi học trò nhưng mà đây là cái hoài niệm của một người rất là lớn nên cô cảm thấy là liệu mà cái cảm xúc của con nếu mà nó lên nữa thì nó có bị ướt át hay không. Nhưng mà may quá con đã điều tiết cái cảm xúc của mình cho đến cuối bài hát, con vẫn giữ được cái sự trong sáng hồn nhiên cần có của một bạn nhỏ. Nói về bài hát này thì khi mà hát lên thì ta sẽ thấy được hoài niệm, và cái người có làm cho cái hoài niệm nó đẹp hay không đó chính là con, khi mà con truyền tải những cái ca từ trong bài hát này. Và rất là mừng khi mà tất cả các cô chú ở đây đều cảm giác thỏa mãn khi mà con mang đến cái hoài niệm đó cho tất cả mọi người ở đây, và bên cạnh đó con vẫn giữ được cái hình ảnh trong sáng của mình. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn Ngọc Diệp. Giang tay
nó linh nguyên bầu đời và nụ cười nó trên môi. Bây giờ em xin phép mời ba anh lên đây quánh trống. Mời ba chị lên đây luôn đó. Ba cô còn lại hát chung nha. Thưa quý vị, ban nhạc của chúng tôi vừa mới thành lập được cách đây 3 phút. Xin giới thiệu ban nhạc ba con chuột. Vô tay cho ban nhạc nào. Come on. Are you ready? Phần đánh trống. Bình tĩnh vui. Của Alexander Ngô Kiến Huy. Phần guitar Jennifer Lopez Khả Như. Phần đệm guitar bass phụ xin được giới thiệu Justin Bieber, Leonardo, Quỳnh Lập. Cùng với phần thể hiện của nhóm bè Ca Đi Lết. Cảm ơn các bạn. Quá tuyệt vời. Các bạn có thể có một cái tiết mục mà chúng tôi nói là ghi dấu ấn trong lịch sử nhạc rock. Thằng nhỏ quánh muốn lầu chỉ tay, hỏi sao không kêu gối mền chăn ra niệm. Lần đầu tiên trong lịch sử đánh nhạc rock, thưa quý vị, mệt là có gối ôm, gối ngủ, chăn và ra luôn để rất hơn. Với phần thể hiện rất tuyệt vời của ban nhạc ba con chuột, chúc mừng các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhận xét nha. Chú thấy là nó rất là sôi động luôn á con. Ủa sao mà nhận xét với cái thái độ kỳ vậy? Cái mục này vui vậy. Nói, nó máu lửa vô cùng luôn á. Mặc dù là chú bị chật khớp tay nhưng mà chú cảm nhận là cái lửa con truyền tới á. Nói giùm em cái mệt quá. Con đồn thằng chú rồi chú không nói. Thôi được rồi, đây là một lời khen cho chú dành cho con. Xin mời Lập chia sẻ về tiết mục này. Thấy rõ ràng tất cả các cô chú huấn luyện viên đứng lên nhảy và chú nhảy như một rồi. Như một con mèo đó, như một con mèo luôn mà không có điểm dừng luôn, đó là thành công. Cảm ơn. Rồi, rồi. Cảm ơn. Bây giờ là chốt cuối từ phía gia đình Ốc Thanh Vân và Dương Trường Vũ. Thiệt sự là Vũ đã biết cái khả năng này của Văn Minh rất lâu rồi. Nhưng mà tại vì Vũ muốn á là để cho cháu phải có một cái chiều sâu trước, cho mọi người cảm nhận được chiều sâu của cháu. Nhưng mà bây giờ thì tới cái vòng này thì chú Vũ đã cảm nhận được là khán giả đã biết con là ai và hiểu được cái khả năng và cái tiềm năng của con rồi. Cho nên là chú cho con một cái bài mà đúng sở trường của con luôn. Và lúc mà chú cho con cái này thì con đã nhắn cho chú, con kêu là trời ơi con sướng quá, cảm ơn chú, con được quậy rồi. Yeah.
thì đã hiểu duyên tơ tầm suốt đời mà trâu cao giờ thì đã hiểu duyên tơ tầm. Xin được chúc mừng phần thể hiện của Quỳnh Anh. Rồi bây giờ đây thì ưu tiên cho gia đình nhà Ốc Thanh Vân với Dương Triệu Vũ sẽ nhận xét về tiết mục này. Hôm nay thì giọng hát của con, cô thấy nó vẫn ngọt ngào và rất là mềm mại. Nhưng mà cô chỉ có một cái cảm giác nó hơi cá nhân một chút. Cô không có biết là có đúng hay không, thì cô hỏi thật con là có phải là ngay trong ngày hôm nay cái cảm xúc của con về bài này á, nó không được tròn trịa lắm không? Dạ, cô hỏi thật là như vậy. Bài này nó về một người con gái đã lấy chồng và nhớ mẹ, còn con thì con chưa có cảm giác đó. Có thể là vì lý do đó cho nên là cô cũng xin được thông cảm với con. Tại vì do cô cũng cầu toàn, cô cũng muốn là Quỳnh Anh đã tốt như vậy rồi, cô muốn tốt hơn nữa. Nhưng mà xin hỏi cô Như với lại chú Huy, có phải vì đảm gì hết hồn vậy? Thì hỏi tâm sự mỏng thôi. Có phải là vì nội dung của bài hát là về một cô gái đã đi lấy chồng xa rồi nhớ lại, cho nên là Quỳnh Anh ngày hôm nay mới mặc quần áo dài màu đen không? Thật ra thì giống như đây là một cái câu chuyện của một người em gái hát thay lời của chị mình vậy. Bởi vì là bé Quỳnh Anh quá nhỏ đi để mà truyền tải một cái cảm xúc, một cái cảm giác của một cái người con gái ở bên nhà chồng rồi nhớ mẹ. Không có được, không thể nào được, không thể nào được hết. Như là bé Quỳnh Anh là cái người kể chuyện. Vì thế là cái cảm xúc mà bé Quỳnh Anh đặt vào nó không phải là cảm xúc của người con gái đó, mà là một cái người đã nghe câu chuyện đó mà hát lên lời hát đúng cái góc nhìn của bé về câu chuyện này. Nên vì thế mà nó không có cái sự dạ, mà bộ đồ cái em nhớ rồi, em nhớ rồi, dạ, em nhớ rồi. Rồi từ để đó kể đi, kể xong đi. Dạ. Từ đó thì bé mới có được một cái sự liên kết với là stylist của bé. Ủa liên quan gì? Em nghĩ là nó sẽ không tuyệt vời nếu như mà nó là cái quần trắng. Và cái quần đen này nó làm cho cái bộ đồ này rất là đặc biệt, làm cho con chừng dạc hơn. Với lại lúc mà chị thấy nữa, cái đoạn mà đánh ánh sáng vào vùng dưới chân á, cái nếu mà quần trắng sẽ phản qua lên mặt, hình như là mập con quỷ. Vì thế mà khi mà mình chọn một cái tông tối ở phía dưới chân đó thì mình sẽ tôn vinh lực cái phần phía trên lên. Không, sáng em ánh sáng người ta làm được giống hết như, em ơi, mặt giống như là gì em, người ta làm cũng em được. Em nói cái gì ơi, vậy chị ngăn em lại đi. Cưng ơi đi xuống đi nè. Dạ, mời đội tiếp theo. Dạ, dạ. Mới đầu cô cũng có cái suy nghĩ như cô Ốc, coi như cái độ mà gọi là chín mùi trong cái giống như cái tâm trạng nó chưa có. Nhưng sau đó con lại thả tới những cái câu sau, nó lại mềm và nó mượt, và nó cái độ ngân của con nó làm cho cô lại dễ chịu. Sau đó cô mới thay đổi suy nghĩ là cô không đòi hỏi con hát ở một cái tâm trạng của một cái người con gái đó, mà con hát ở góc độ nó rất là trong sáng theo cái tuổi của con, thì cô nhìn ở góc độ đó thì thấy cái bài hát nó dễ chịu hơn. Chúc mừng tiết mục của con. Cảm ơn cô. Trời ơi, chị Tư đã nói hết những cái tâm can, những cái gì mà nó sâu hun hút trong cái nỗi lòng phèo. Được rồi. Và con ơi, thay mặt gia đình nói cái gì đàng hoàng cho con, con người ta ơi, đi tiếp. Thật ra thì cô chú rất là mừng bởi vì tụi con có sự tiến bộ từng ngày. Cái điểm mà mấy cô chú huấn luyện viên khác chỉ tụi con biết tiếp thu là tụi con sẽ tiến bộ ngày càng nhiều hơn nữa. Đó là cái điều mà cô chú rất tự hào khi mà có tụi con trong đội cô chú. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn chú. Cảm ơn Huy rất nhiều.
con đường làng, ngày ngày hai buổi đến trường, thùa con bắt bươm hái hoa. Yêu dân tộc Việt Nam nói giống lăng hồng, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên, thùa con hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa cao trọng. Thương ai, thương ai xa xứ nhớ nhà, bao năm tha phương đất lạ quê người, ngậm ngùi lòng xót xa, mắt lệ đong đầy vơi nỗi nhớ. Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, yêu anh dân cày, yêu người nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Ta không thể quên mình là anh em một nhà. Xin mời Khải Như và Ngô Kiến Huy. Con rất là may mắn khi mà con vào tay của chú Vũ và cô Vân, bởi vì mỗi vòng con lột xác thực sự. Mặc dù hôm nay cô cảm thấy là hình như là cái giọng của con không được tốt lắm, con có vấn đề về giọng hay sao, cô thấy nó khàn khàn. Cô đúng là tinh tế, lúc nào cũng bắt đúng ngay cái nốt nhịp ấy. Cái mà điều Vũ lo lắng nhất bây giờ là cháu Phi Long, bây giờ là cháu 14 tuổi rồi đúng không? Dạ. Và nếu mọi người đều biết thì cái tuổi 14 là bể cái giai đoạn bắt đầu bể giọng. Trời ơi. Cho nên là bây giờ là đang rất là gấp rút để mà làm những cái bài hát sao cho nó trọn vẹn. Và chú đang cầu nguyện để giọng con từ từ hãy bể. Con rất là đa năng, dòng nhạc gì con cũng có thể chinh phục được. Và ngày hôm nay khác với những lần trước, không có trẻ trung, không có năng động, mà thay vào đó là sự khoan thai. Con bước ra một cái là chú thấy được cái hồn của Việt Nam. Tuy là cái giọng của con đang dần dần bị vỡ, nhưng mà chú nghe cảm giác là con không có khó chịu, nghe rất là vô cái lỗ tai mình, nó thấm vào trong lòng của mình á. Nghe con hát xong, chú thương con và chú thương cái nước Việt Nam này vô cùng. Yeah. Dạ, cảm ơn chú ạ. Chú phải nói một điều về Phi Long á, là con không phải là người mà có giọng hát đặc biệt nhất hoặc là tuyệt vời nhất trong đội, nhưng con là người cố gắng nhất, rất là chăm chỉ. Và cái đó là một cái điều chú rất là thích ở một đứa trẻ mà biết ý thức về nghề nghiệp và ý thức về cái trách nhiệm của mình. Cho nên là chú cảm ơn con đã làm cho cô chú rất là hạnh diện với tiết mục này của con. Chàng trai của chúng ta hơn ngôn, tuấn tú, hát hay, hiền lành, dễ thương. Hai em đứng cạnh nhau mà nhìn chặt nhau chỉ chừng 1-2 tuổi thôi. Bây giờ đây thì... Ngoài, hát một mình, hát cùng bàn tay xinh. Chúng ta say như lúc bé thơ đến trường với bao nhiêu bạn bè. Hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ. Yeah.
cuộc sống hết ngày dài vừa chết còn gì mà nhắc đến, điều cần làm là vui lên. Nhìn về đường dài còn bao trông gai, nếu kéo mãi có thấy ai ngỡ rằng vượt bay. Nụ cười ấy, nụ cười em đây. Một xa thì một cao, nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán. Bay lên vẫn nát. Trời vui như lúc bé thơ lại giờ mộng không về đoài. Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh. Cho ta say như lúc bé thơ đến trường với bao nhiêu bạn bè. Hôm nào ta ngỡ ta như sâu cơn mơ. Xin mời phần nhận xét đầu tiên đến từ gia đình Huỳnh Lập và Cẩm Ly ạ. Cô hơi tiếc tí xíu đó con. Lực con thì rất là mạnh, nhưng không hiểu sao con hát bài này mềm. Không phải là con hát sai nhịp mà con hát không chắc lại. Mình phải chắc lại, tại vì tiết tấu nó vậy, con hát chắc lại thì sẽ thấy nó mạnh hơn. Cái thứ hai, hình thể con hiền quá, cho nên là nhìn nó lại tạo thêm hai cái, nó làm cho cái bài nó mềm đi. Trong khi cái bài này rất là quậy, nếu con chất một tí xíu nữa thì tốt. Lúc con la cái á đó là cái cảm xúc tâm trạng lúc đó là gì, sợ hay gì con? Là sợ. Lúc đấy là con sợ và hoang mang. Con sợ và hoang mang. Chính vì cái từ á đầu tiên của con làm cho cái bài nó mềm hết luôn. Con á mà con sợ mà con á. Con nghe cô Như á nè. Nè nghe cô Như quỷ là nè, quỷ đụng vô quỷ nè. Đụng vô quỷ kế bên kìa. Chị ơi, quỷ nó mới la như vậy chứ sợ người ta không có la như vậy. Để la lại nè, la lại nè. Quỷ đâu, quỷ đâu. Làm quỷ đi. Bà bị bệnh đó bà. Rồi hiểu rồi, bà bị bệnh. Đây là đó. Lý do mà tại sao mà con bé không thể nào la được cái chữ á. Trời ơi, không có quỷ nào mà gặp quỷ mà. Cái gì gà mắt khóc vậy? Thật sự thì tội nghiệp quá. Đúng sao rồi. Con ơi, sao hôm nay không con phải. Không tự tin. Phải hiểu cho gà này mình. Tại vì thực ra thì khi mà tách các bé ra với nhau thì các bé đã quen hát song ca rồi. Mà khi mà các bé đứng một mình á, các bé gọi là hơi bị bơ vơ, hơi bỡ ngỡ với lại tiết mục của mình. Nhưng mà bình thường tập là bé có không? Dạ có. Trời ơi, thử lại con. Bây giờ con thử lại cái cho chú con. Ví dụ như bây giờ con vô một căn nhà quan, chú dựng cảnh cho con nha. Con gặp một con cá bảy màu thành tinh. Đây là một con quỷ. Con tưởng tượng đi. Cho em nhạc của Annabella đó. Đó. Ra rồi đó. Phải như vậy. Ây da. Khổ quá. Có sao đồng bát không em bị? Em bị sái cổ không? Em giật quá bé, mà bé, dắt chị xuống, chị cũng bị giật bẻ bé ơi. Rồi xuống đi Như nha. Rồi bây giờ xin mời gia đình của cô Vân với lại chú Vũ. Khi con hát bài này con phải tưởng tượng ra giống như con đang đi diễu hành, là tại cái nhịp nó là vậy. Nhìn về từng ngày vừa đi qua đây, vẫn thế đây làm đăng cai. Hết rồi chuyện xưa, đừng muốn nữa vô vơ. Đó, nó phải như vậy nó mới ra cái chất. Nãy con hát nó bị trì nguyên cái bài á. Trong khi cái giọng con là có nội lực, cho nên đây không có nằm ở ngoài cái khả năng của con. Nếu như mà lần sau con hát bài này, chú nghĩ chắc chắn con sẽ hát tốt hơn rất là nhiều. À con từ từ thôi. Nè từ từ. Thôi mà đừng có giành giật vậy. Nghe không? Giành. Nghe. Trời ơi thiệt tình đã buông ra. Trời ơi té con gấu rồi hay không? Thiệt tình nè.
Xin lỗi gấu nha gấu. Xin lỗi. Nhỏ nó hơi quá tai, không sao, xin lỗi con ha. Rồi, cảm ơn gấu. Sao vậy? Ba nói biết bao nhiêu lần rồi, có chơi giỡn người từ từ thôi, làm gì mà con xôn đẩy người ta, ta đau rồi sao? Đó chỉ là đồ chơi thôi mà. Con cãi nữa. Đi vô trong học, tới giờ học rồi. Lì là bị đánh nha không? Say giấc nồng, lòng bỗng xót xa thay khi đã vô tình làm con đau đớn. Nhiều khi cha quên mất rằng từng đã giống như con, nhưng nghĩ suy con nhiều non nớt, dường như con đang rất buồn vì khoảng cách hai ta như xa thêm, vì không hiểu nhau mà con đâu hay biết rằng cha sẽ vẫn bên con dẫu những khi cha phải. Thiệt tình á, tôi nói hoài à, không hiểu ông làm vậy chi cho cực nữa à. Ơi,
Vì tôi làm cũng có lý do cho nó chị ơi, chứ đâu rảnh rỗi mà làm. Thuê con gấu này cũng tốn tiền chứ giỡn, phải hàng free đâu. Vậy ông làm vậy để làm chi, ông nói tôi nghe coi. Nhiều cái chuyện kể cho nghe. Ừ. Má thằng Danh là con gái miền Bắc. Ừ. Vô Nam chơi sao gặp tôi. Ừ. Hai đứa cưới nhau rồi sau đó kết nghĩa làm vợ chồng. Trời, cái ông này, vợ chồng người ta, người ta nói là cưới nhau, chứ ai xài cái tử kết nghĩa. Thì giỡn xíu cho vui, tại vì thấy hoàn cảnh giờ khổ quá chị ơi. Sao khổ? Má thằng Danh mất sớm, tôi gà trống nuôi con. Ừ. Con mình nó thôi ráng làm hết tất cả mọi thứ để có tiền để nó đi học với người ta. Nên tôi quyết định là đứng ngay cái trường học này, làm cái nghề này kiếm tiền, là mỗi ngày vừa đi làm vừa thấy con đi học cũng yên tâm chị ơi. Thì ông muốn làm thì ông làm, muốn bán thì ông bán. Khi không ông trùm cái con này lên trên người chi cho nó cực khổ dữ vậy. Tàn Danh nó vui mà, nó khoái con gấu. Ê, cái này khoái không tôi không biết nha, chứ tôi thấy ngày nào cũng đấm đá con gấu đó. Có chừng á, có chừng có ngày nó đá trong lội giò luôn à. Thì đó, nó thấy tôi thấy nó đá thằng ta nhiều quá nên tôi sợ, tôi quyết định là tôi mặc con gấu nào vô. Thà nó đá tôi chịu chị ơi. Thôi mà, mình người lớn mình chịu. Với lại tôi cũng sợ nó buồn nữa. Sao buồn? Tôi sợ nó buồn, nó mắc cỡ với bạn bè. Là có người cha là bán gánh hàng rong ở ngoài đường giống vậy. Nên tôi phải ngụy trang vậy để nó không có mắc cỡ với bạn bè. Thấy mà thôi, được được hết á, làm được. Mà tôi nghĩ á, thằng Danh nó mà thấy cha nó cực khổ vậy á, là nó tự hào dữ lắm. Chứ nó không có mắc cỡ đâu, đừng lo. Nít mà chị ơi, nó dễ tủi thân lắm. Mình người lớn mình chịu sao cũng được hết. Đừng bao giờ làm cho tâm hồn của con nít bị tổn thương. Thôi không sao hết, tôi làm được mà. Được không á? Được. Lẹ, sắp tới cái giờ về rồi, tụi nó ra giờ, đổ đậu luôn, lẹ. Ừ. Vì cha yêu con lắm đây, vì cha yêu con biết mấy. Tuy rằng cha lo lắng thế, nhưng lòng cha không thể nói. Để đôi khi con vẫn hỏi, vì sao cha nghiêm khắc mãi. Thà rằng cha như sắt đá, để mai này con thật thà. Quý vị, người trong vai gánh hàng rong đó là diễn viên Huỳnh Phương. Còn quý vị cũng đã biết người đóng vai con gấu rất là đáng yêu, đó chính là diễn viên nghệ sĩ Huỳnh Lập. Cảm ơn phần thể hiện của Công Danh, cảm ơn Lập rất nhiều, một ca khúc rất là cảm xúc. Bây giờ thì xin mời gia đình Hương Vũ chia sẻ đôi điều. Con rất là nam tính, rất là đàn ông, rất là mạnh mẽ, mặc dù con chỉ là một đứa trẻ. Đó là cái lợi thế của con khi con thể hiện những ca khúc mà cần phải khoe cái chất giọng nội lực của mình. Nhưng mà cũng chính vì cái sự mạnh mẽ quá của con cho nên là nó hơi bất lợi một chút xíu ở những đoạn mà con thoại. Theo cô, nếu như mà con thoại bằng cái chất giọng nó đời thường hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó không có dùng quá nhiều lực. Ví dụ như đoạn thoại đầu tiên, phải chi mà con thoại cái giọng nó nhẹ lại, nó đời hơn, nó gần gũi hơn thì mọi người sẽ cảm thấy thuyết phục hơn. Cô Ly sẽ đính chính liền, tại vì nãy cô Vân nói cô Ly không dám cắt ngang. Tại sao Danh là có như là nói mạnh mẽ như thế mà không phải? Em bé thực sự là cái bản tính nó như vậy. Bé này đã ngổ ngáo mà.
Cho nên là cái đó là nói cố ý Vân ơi. Tại vì bé này nó ngộ ngáo lắm, ba thì cực khổ như vậy, nhưng mà anh này ảnh vậy đó, ảnh ngang ngược mà ảnh vậy đó. Cho nên khi mà ảnh hiểu được cái câu chuyện của ba ảnh thì bắt đầu nó lại khác, lại nó lại thông cảm cho cha. Tại vì cậu bé này nó không phải là diễn viên, nên khi mà thoại nó dễ bị làm cho khán giả bị liên tưởng đến những nhân vật khác, cái cảm xúc nó đi khác. Thì lần sau mình rút kinh nghiệm. Tại vì á, như hiểu là dựng cho mấy bé nhỏ rất là khó. Ông mà dù sao cũng chúc mừng con, bởi vì con có một cái bài hát mà thể hiện rõ cái chất giọng của con và rất là hào sảng, một cái sự rất là đàn ông nam tính ở cái tuổi nhỏ của con thì rất là hiếm có. Cảm ơn con. Con cảm ơn cô. Em cũng chia sẻ một vài điều về bé Danh. Đây là một cái phần coi như là từ đầu đến tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên con được hóa thân vào nhân vật, để từ nhân vật đó con thể hiện cái bài hát đó. Chứ không đơn thuần là từ đầu đến giờ mình cứ quậy, mình cứ sung, mình cứ thể hiện hết tất cả một bài hát với vị trí là một ca sĩ. Mai mốt mình phải thả cái hồn mình vào cái bài hát đó, thì cho dù bài hát khó cỡ nào đi chăng nữa thì mình vẫn mang nhiều cái cung bậc cảm xúc cho khán giả nhiều hơn, và mình sẽ thành công được nhiều hơn nha con nha. Cảm ơn chú Lập. Kính thưa quý vị, như vậy các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay đã thể hiện hết khả năng của mình trên sân khấu. Và như chúng tôi cũng đã chia sẻ, sẽ có 4 thí sinh sẽ đi tiếp và 2 thí sinh sẽ phải chia tay với chúng ta. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với kết quả đầu tiên. Chúng tôi xin mời ra sân khấu 6 chiến binh của đội huấn luyện viên Khả Như và Ngô Kiến Huy. Chú Huy với cô Như cảm ơn tụi con rất là nhiều, bởi vì ngày hôm nay tụi con đã trình diễn rất là tốt. Nhưng mà như xác định lúc đầu rồi, cô chú sẽ luôn luôn tạo những điều kiện tốt nhất cho tụi con, và nhiệm vụ của tụi con chỉ là tỏa sáng mà thôi. Và kết quả dù đi hay ở, chúng ta vẫn là gia đình bắp mèo nha, chúng ta vẫn là đội hỏa tiễn. Bây giờ cô sẽ đọc tên những bạn mà ở lại và mình sẽ chia tay với hai bạn còn lại. Hứa với cô không buồn nha, tại vì chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, đúng không? Cô sẽ xin giữ lại Quỳnh Anh, và cô chú sẽ quyết định giữ lại một chiến binh Tuấn Tú. Và người thứ ba đó chính là Phương Linh. Dù ai đi hay ai ở thì tụi mình vẫn phải ủng hộ cho nhau, vẫn phải vui vẻ với nhau nha. Không có buồn, bởi vì đây là một cuộc thi mà chặng đường tụi con còn rất là dài. Không sao hết, hãy coi như đây là một cái sự trải nghiệm. Cô mong là các con hiểu cho cô và chú Huy. Nói chung là không phải mình không giỏi, mà là mình đi tới đây là nó đẹp nhất đối với mình rồi. Đúng cái rồi. Sự cố gắng của mình đã hết sức rồi, và khi mà vào trong nữa nó là một cái sự bắt cặp. Đây là chương trình tuyệt đỉnh Song Ca Nhí, nên mình hát hay và vẫn phải có một cái người mà phù hợp với giọng của mình để mà có một cái tiết mục hài hòa thật là hay. Giống như cô nói là hát một bài hai giọng hát, nhưng mà phải làm sao cho người ta cảm thấy là mình là một. Thì bây giờ cô xin được khoác chiếc áo này vào hai người. Tạm biệt con, hãy ăn. Xin được chúc mừng Minh Anh. Minh Anh đã giành được chiếc vé bước vào vòng tiếp theo. Cảm ơn gia đình của Ngô Kiến Huy và Khả Như. Mời gia đình chúng ta vào trong. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những chiến binh đến từ đội của huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và Ốc Thanh Vân. Trong một cái thời gian qua thì nói chung là mình đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Chú hiểu tụi con nhiều hơn và con cũng hiểu cô chú nhiều hơn. Chú cảm thấy là tụi con là những đứa trẻ cực kỳ tuyệt vời và đã mang lại cho chú một cái niềm hãnh diện luôn luôn ở trong tất cả mọi cái lần trình diễn. Nhưng mà dĩ nhiên đây là một cái cuộc chơi. Hôm nay chắc chắn phải có hai người ra về, cho nên là chú chỉ muốn nói với tụi con là bây giờ cho dù mình có đi về hay ở thì mình cũng vẫn phải ngẩng đầu tự hào, là tại vì mình đã làm hết sức mình rồi. Thật sự là các con rất là giỏi. Để mà so sánh hơn hay là thua nhau là hoàn toàn cô chú không rất có, là khác biệt, không có so sánh được. Chỉ là cô chú muốn mang cái màu sắc gì vào ở vòng càng sâu trong để chiến đấu với lại hai đội bên kia mà thôi. Và bây giờ chắc mình loại theo cặp đi nhé. Vũ nghĩ tại nếu là đã xong ca thì mình vẫn phải tính theo từng cặp thì nó sẽ chuẩn xác hơn. Cặp đầu tiên được an toàn để vào vòng trong nữa chính là Tấn Bảo và Nhật Duy. Hai cặp đôi còn lại, các con khác nhau về
số tuổi và khác nhau luôn cả về phong cách. Mỗi một cặp đều có cái thế mạnh riêng. Và cô và chú xin được nói lời cảm ơn và xin được tạm biệt. Phi Long và Thiên Thanh, cảm ơn các con rất nhiều. Xin chúc mừng Văn Minh và Ngọc Dầu đã đến với vòng tiếp theo của chúng ta. Xin cảm ơn và xin mời gia đình Dương Trường Vũ và Ốc Thanh Vân vào trong. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quyết định lựa chọn từ phía đội huấn luyện viên Cẩm Ly và Huỳnh Lập. Ôi, sáu gương mặt tài năng, đáng yêu và ngoan ngoãn của cô chú. Chú và cô không làm mất thời gian để cho các con hồi hộp hay là đứng mỏi chân nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh vào cái sự lựa chọn này. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau trong thời gian sắp tới ha. Bây giờ chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, cho nên bây giờ cô sẽ quyết định luôn ha. Quyết định luôn là bạn nào sẽ đi tiếp và bạn nào ở lại. Thí sinh đầu tiên được đi vào vòng trong là cô, chúc mừng thủy thủ mặt trăng Châu Linh. Gương mặt thứ hai chú dành cơ hội đó chính là cô gái đã thay đổi hình ảnh của mình ngày hôm nay, Khánh Linh. Và người thứ ba đó là bé trai duy nhất trong đời của mình, Công Danh. Bây giờ thì cô và chú sẽ dành một cái ôm thật là ấm áp cho hai bạn dừng lại tại đây ha. Và như vậy chúng ta sẽ cùng biết được hai thí sinh sẽ chia tay với đội huấn luyện viên Cẩm Ly và Huỳnh Lập, đó chính là xin được chúc mừng Minh Ngọc. Chúng ta cũng biết được bốn thí sinh sẽ đi tiếp cùng với huấn luyện viên của mình. Cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn chúng ta vào trong. Kính thưa quý vị, chương trình tuyệt đỉnh song ca nhí vòng chinh phục 2 của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Nguyên Kha cùng với 6 vị huấn luyện viên xin kính chào và hẹn gặp lại.